Trước thềm kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, cử tri đã gửi gắm nhiều tâm tư kỳ vọng với mong muốn kỳ họp sẽ tiếp tục thông qua những quyết sách quan trọng đưa tỉnh Lào Cai thích ứng với trạng thái bình thường mới. Đa số cử tri đều ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc lãnh chỉ đạo và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19 từ đầu năm đến nay. Cử tri mong muốn trong kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ có thêm những quyết sách quan trọng, đề ra những định hướng, chỉ tiêu kế hoạch sát với thực tế, bảo đảm vừa chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy sản xuất, xây dựng Lào Cai phát triển nhanh và bền vững. Và xin đề nghị là Hội đồng Nhân dân tỉnh thì cũng tới đây cũng có những quyết sách đúng đắn trong công tác phòng chống dịch, mở rộng thêm các cái đối tượng mà mất việc do COVID-19, do những hoàn cảnh khó khăn, người dân được hưởng cái gói hỗ trợ trong cái lúc dịch bệnh mà không có việc làm. Kỳ vọng của doanh nghiệp thì mong muốn tất cả những cái ban của Hội đồng Nhân dân, đặc biệt Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai thì quan tâm về cái giá đất trong thời điểm COVID này để cho chúng tôi được tiếp cận một cái giá đất thấp nhất có thể, để cũng đây cũng nhằm một cái phương án là kích cầu cho doanh nghiệp. Và đặc biệt để cho cũng là một cái kích cầu để cho các doanh nghiệp có thể tập trung hơn vào cái sự đầu tư để giảm bớt đi những cái căng thẳng cũng như giảm bớt đi những cái gánh nặng cho doanh nghiệp trong cái thời điểm này. Do ảnh hưởng về cái đại dịch COVID nên là cử tri ở tại thị trấn Phố Giàng chủ yếu là kinh doanh và buôn bán. Do đó là ảnh hưởng rất lớn trong cái việc phát triển kinh tế hộ gia đình. Vậy mong Hội đồng Nhân dân tỉnh hướng có biện pháp nào đó để giúp cho cử tri của thị trấn Phố Giàng để tiếp tục phát triển kinh tế, vừa đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch, vừa coi như vậy là phát triển kinh tế. Mong muốn làm sao cấp lãnh đạo xã, thị trấn, huyện và của tỉnh thì mong muốn là cũng hỗ trợ cho hộ kinh doanh của chúng tôi đỡ phải gặp trường hợp khó khăn như đóng cửa quán, phải nghỉ vì dịch bệnh. Đấy, cũng mong kỳ họp mới của Hội đồng Nhân dân của tỉnh cũng mong sao là các lãnh đạo để ý cho những hộ kinh doanh chúng tôi được phát triển kinh tế